Ngày 23 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN được tổ chức tại Indonesia. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, khẳng định ưu tiên của Việt Nam là thắt chặt và củng cố đoàn kết, tương trợ với các quốc gia thành viên ASEAN góp phần nâng cao vai trò trung tâm và vị thế của asean trong giải quyết các thách thức nổi lên và qua đó tạo dựng môi trường hòa bình thuận lợi cho sự phát triển bền vững của từng nước và của cả khu vực cũng trong chuyến công tác này dự kiến thủ tướng chính phủ phạm minh chính sẽ có các cuộc hoạt động tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo asean